Nguyễn Anh Đức cập bến Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi hợp đồng ngắn hạn. Đó chính là thông tin hot nhất của bóng đá Việt Nam trong những ngày qua. Xét trên yếu tố chuyên môn lẫn tinh thần, đây được xem là thương vụ cực thời của đội bóng phố núi trong bối cảnh đội bóng này đang có mùa giải tốt nhất kể từ khi chinh lăng lưới U19 tài năng. Nhưng khá bất ngờ khi Bầu Đức một lần nữa khẳng định đã cho vui dù chưa vụ thành công cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, có vẻ như đây chỉ là đòn gió của vị chủ tịch 58 tuổi trước truyền thông. Tại sao ư? Hãy cùng chúng tôi đến với chương trình Gấp Mặt Xem Số 24 và đừng quên ấn like, subscribe, ấn nút chuông để thưởng thức những sản phẩm mới nhất của Netsport. Lần gần nhất Bầu Đức có những phát ngôn kiểu này đến vào ngày Công Phượng ra mắt câu lạc bộ Bỉ xin chưa được xì. Nhưng rõ ràng, nếu so với thời điểm cách đây một năm về trước, khi chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai khiến người hâm mộ chưng hửng về một tương lai không rõ ràng, thì nay mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều. Tới thời điểm hiện tại, nỗi lo về cuộc chiến trụ hạng không còn quá ám ảnh với Văn Toàn và các đồng đội. Với vị trí thứ 6 hiện tại trên bảng xếp hạng, Hoàng Anh Gia Lai đang thanh thang trên con đường nằm trong top 8 sau 13 trận lượt đi. Thậm chí, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu cao hơn, chí ít là một vị trí tranh chấp huy chương khi mùa giải khép lại. Vì thế, Hoàng Anh Gia Lai không có lý do gì để thôi mơ mộng ở mùa giải đặc biệt như năm nay. Kể từ mùa giải 2015, đây chính là thời điểm thích hợp để đội bóng này lột xác. Tuy nhiên, tuyên bố vẫn chỉ đá cho vui, dù mua anh Đức với giá trị rất lớn đã khiến nhiều cổ viên Hoàng Anh Gia Lai phải đau đầu. Điều đó tương tự với việc Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể chơi bóng mà không cần quan tâm đến thành tích. Vậy thì câu hỏi đặt ra, việc mời anh Đức gia nhập có phải là sự lãng phí của Hoàng Anh Gia Lai? Cần biết rằng ngay cả khi không có anh Đức, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang chơi khá tốt và nếu chỉ đá cho vui thì chẳng cần đến anh Đức. Hay những cái tên chất lượng như Memovic, Biểu Ngọc thì đội bóng phố núi vẫn đủ khả năng về đích an toàn như bao mùa qua. Với những ai quan tâm tới Hoàng Anh Gia Lai đều biết rằng Bầu Đức không tham dự quá nhiều vào công tác chuyên môn của đội bóng phố núi, nghĩa là các cầu thủ không cần quá bận tâm với những phát ngôn từ ông chủ của mình. Còn với riêng Bầu Đức, người đàn ông này vốn luôn khiến giới truyền thông đau đầu suy nghĩ về tính thực hư từ những phát ngôn đậm chất cá nhân. Song với tình hình khả quan trước mắt, thật khó tin tôn chỉ đá cho vui là cái đích mà Bầu Đức hướng đến, nhất là khi nhìn vào thương vụ anh Đức. Bầu Đức nói rằng Hoàng Anh Gia Lai đá cho vui thì đấy là cũng là Bầu Đức nói cho vui thôi, tôi nghĩ như thế. Chứ còn chắc chắn là bên trong thì vẫn nấp ủ những cái tham vọng. Làm bóng đá nó phải có mục đích. Có thể đôi lúc anh Đức anh ấy có thể là chán nản về một cái chuyện gì đấy thì anh ấy nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ rằng là anh đã đầu tư một cách tâm huyết và bài bản đến như thế thì cờ trên tay phải phất chứ. Mà cụ thể là có anh Đức thì tôi cho rằng anh Gia Lai sẽ có nhiều cái cải thiện. Anh Đức giai đoạn vừa rồi anh ấy nghỉ để dưỡng thương, chứ còn thực ra anh vẫn khao khát trở lại sân cỏ. Có một người kinh nghiệm như thế ở một vị trí mà gọi là quý hiếm của nó Việt Nam thì chắc chắn sẽ tốt cho anh Gia Lai. Tuy nhiên giai đoạn tới thì có thể anh Đức sẽ chỉ đá dự bị cho Chevrolet thôi, nhưng mà cái dự bị đấy cũng rất là quý rồi. Có thể anh vào sân ở cuối trận và mang lại những cái gì đó từ kinh nghiệm và những cái kỹ năng đặc biệt của mình. Quả bóng vàng Việt Nam 2015 dù đã nghỉ thi đấu nửa mùa giải nhưng anh vẫn luôn tự tìm cho mình cách thức tập luyện phù hợp để duy trì thể trạng. Khát khao tiếp tục chơi bóng của anh Đức là điều không phải bàn cãi. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, tiền đạo 35 tuổi được kỳ vọng dìu dắt các đàn em ở Hoàng Gia Lai vươn cao. Sự có mặt của anh Đức sẽ giúp Hoàng Gia Lai lợi hại hơn ở các tình huống bóng bổng và điều này càng khiến Watts hay Văn Toàn sảnh chân hơn để săn bàn. Nhưng đó không phải là tất cả, bởi trước mắt đội bóng phố núi đang sở hữu một cầu thủ mang gen của một nhà vô địch thực thụ, 4 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia và 4 chức cúp Việt Nam. Cùng với đó là danh hiệu của bóng vàng năm 2015. Từng ấy thành quả thôi, quá đủ để anh Đức trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ nhà Bầu Đức phấn đấu. Tôi cho rằng mặc dù Hoàng Anh Gia Lai có một số tuyển thủ tài năng và cũng đã có những vinh quang cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng mà sự có mặt của anh Đức vẫn rất là quý giá với Hoàng Anh Gia Lai, không chỉ bởi phong độ chuyên môn, bởi cái vị trí tiền đạo cắm rất quý hiếm của mình, mà còn bởi cái phong thái của nhà vô địch. Anh Đức là cầu thủ có rất nhiều danh hiệu, ngoài việc vô địch cùng đội tuyển thì anh Đức đã là quả bóng vàng Việt Nam rồi, rồi là vua phá lưới V-League, ngoài ra đã nhiều lần vô địch V-League cùng với Bình Dương. Anh ấy sẽ mang hành trang đấy đến phố núi để mà tiết thêm cái động lực, mang lại cảm hứng cho các đàn em cống hiến nhiều hơn và hướng đến những danh hiệu cho Hoàng Anh Gia Lai. Không có gì nghi ngờ về lòng trung thành của những đứa trẻ nhà Bầu Đức, song sẽ là nói dối nếu như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường không mơ đến ngày chặt tay vào một danh hiệu vô địch. Điều đó khó đến ngày một ngày hai, nhưng chí ít khi sở hữu trong đội hình một nhà vô địch thực thụ, đó sẽ là động lực thúc đẩy ý chí chiến đấu và khát khao thay ra đổi thịt của các ngôi sao phố núi. Một trong những nguyên nhân khiến Hoàng Gia Lai luôn thi đấu chảy chật dù sở hữu nhiều tuyển thủ trong đội, đó là việc họ không có nổi một cây đa cây đề thực thụ làm chỗ dựa. Hà Nội FC vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp với những cầu thủ trẻ tài năng trong đội, nhưng vai trò của Văn Quyết hay Thành Lương vẫn còn rất giá trị. BKB Bình Dương những năm qua dù chủ trương trẻ hóa, nhưng chính anh Đức hay các cựu binh khác như Tấn Tài, Tấn Trường vẫn ở lại một thời gian để dìu dắt các đàn em cũng như giữ vững vị thế đáng nể của đội bóng đất thủ. Hoàng Gia Lai đang đi ngược với xu thế khi họ đôn toàn bộ các lứa học viên và coi họ là nòng cốt. Hệ quả của việc F9 ai cũng thấy rõ nên không cần nhắc tới. Lúc này, các ngôi sao GMG ngày xưa đã chứng chạc và có độ gai góc nhất định. Dù vậy, sự có mặt của anh Đức, một huyền thoại của V-League, sẽ không khác gì một liều thuốc cực mạnh, kích thích tham vọng tưởng chừng đã ngủ quên của những cầu thủ phố núi.
Anh Đức chưa bao giờ khoác áo Hoàng Gia Lai, nhưng nhiều cầu thủ ở đây đã quá hiểu và quen thuộc với lối đá của Đức Eto khi thi đấu trên đội tuyển. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa anh Đức sẽ hòa nhập nhanh và phù hợp với đội bóng mới. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả, song sự hiện diện của chất xúc kỳ cựu này đủ để người ta tin rằng Hoàng Anh Gia Lai đã đủ lớn, đủ trưởng thành để bỏ qua khái niệm dai dẳng đá cho vui.